làm Lâu Thế Hệ chứng tỏ phiên bản đỉnh con trai. Có thể người chơi đã gặp ở đâu đó, trong một tiệc nhậu hay bên một bàn trà, nhóm quý ông thi nhau nổ, đại loại là, em nào đã gặp tớ một lần thì không còn nghĩ đến anh khác nữa gì tớ cho nàng mê mẩn từ 45 phút một giờ, tôi bình kém cỏi là phải 30 phút thế hệ xuất binh, còn muốn hơn là cho em gây bất tỉnh nhân sự đến 40 phút, mình có nhanh lắm cũng phải nửa giờ đạn thế hệ rời nòng, em trung bình là 20 phút thế hệ hạ màn. Bởi vậy không ít người đã tìm mọi cách để phá kỷ lục của mình, phấn đấu đạt ngưỡng thời gian thật lâu để chứng tỏ năng lực con trai và chinh phục người tình. Thực tế thế nào? Các chuyên gia về tình dục học cho biết, trên thực tế thì sự cố gắng của cánh mày râu giỏi lắm cũng chỉ đạt ngưỡng 20-25 phút. Đa số những người được hỏi về thời gian quan hệ đều phóng đại năng lực của mình lâu gấp rút 2-3 lần thực tế. Theo các nhà khoa học thì yêu quá lâu sẽ rất vô ích cho sức khỏe của cả đôi người chơi tình. Bởi yêu lâu, tần số cọ sát nhiều, làm cho cậu nhỏ và cô bé đều bị tổn mến. Khi đã qua giai đoạn cao trào, cô bé kém cỏi khô cạn, nếu cậu nhỏ vẫn liên tục ra vào sẽ gây đau rát, trầy xước cho cả hai. Bạn gái bị tổn mến dùng bí mật rất dễ bị viêm nhiễm sau khi quan hệ. Bạn trai thì bị viêm niệu đạo và tiền liệt tuyến. Thế là những ngày sau, người đẹp có thể sẽ tìm cách từ chối gặp gỡ vì đau và kiêng dè. Trong khi yêu, cơ quan sinh dục ở trạng thái xung huyết cao độ từ lúc hưng phấn đến lúc cao trào. Cơ bắp căng phồng, tim đập nhanh, cơ tim co bóp mạnh, áp huyết tăng cao, hô hấp sâu và nhanh, ra mồ hôi nhiều. Nên năng lượng cơ thể bị tiêu hao nhiều, cơ thể bị suy kiệt vì mất sức, dễ dẫn tới bỗng nhiên quỵ. Yêu lâu sẽ khiến cả hai mệt mỏi, chán nản. Nhưng điều nguy hại nhất là những lần sau, người chơi gái sẽ kiêng dè và tìm cách từ chối gặp gỡ người hùng. Mấy phút là lý tưởng nhất? Theo các chuyên gia nam học, nếu người chơi trai duy trì thời gian xâm nhập được 5-7 phút là quá ổn rồi. Bởi đây là thời gian trung bình khá của phần lớn con trai trên toàn thế giới đạt được. Sức khỏe con người và sự giao lưu trong chuyện ấy là có giới hạn. Cho nên phái mạnh không nên nghe theo chuyện nổ của mấy ông mà cố để rồi bị kiệt sức. Mỗi cặp đôi có năng lực và thói quen yêu riêng, không cần theo một tiêu chuẩn nhất định nào cho chuyện ấy về thời gian. Nhiều nghiên cứu cho biết, thời gian trung bình cho một cuộc yêu, thông thường như sau. Khúc dạo đầu, chuyện trò, ôm ấp, giúp dê, mai xa nên từ 5-30 phút. Không nên ít hơn 5 phút vì người chơi tình chưa hứng khởi. Cũng không nên quá 30 phút vì qua mất cao trào. Thời gian xung trận, tính từ khi cậu nhỏ đưa vào trong cô bé cho đến lúc xuất binh, lý tưởng nhất là từ 7-15 phút. Tuy nhiên trên thực tế kém cỏi gặp các mức thời gian lâm trận của các cặp đôi từ thấp đến cao như sau. Sau 1 phút đã xuất tinh, gọi là yếu, là xuất tinh sớm. Chỉ được dưới 3 phút, quá ngắn, khó có thể thỏa mãn nhu cầu của cả đôi người chơi. Từ 3-7 phút, đây là mức trung bình của rất nhiều người, trong thời gian này, người chơi gái đã có thể lên đỉnh được 2-3 lần. Từ 7-15 phút là thời gian lý tưởng cho bất kỳ một cuộc yêu nào trên thế giới, với thời gian này, cả hai đều lên đỉnh và đạt được cực khoái, là thời gian lý tưởng cho phụ nữ lên đỉnh 2-3 lần. Hơn 15 phút, được xem là quá lâu, thời gian quan hệ mà quá 15 phút là biểu lộ của bệnh lý hoặc người chơi trai đã sử dụng thuốc kéo dài chuyện ấy. Kết thúc, người chơi nên ôm ấp, ôm ấp người chơi tình khoảng 5-10 phút hoặc hơn. Đây là thời gian cặp đôi hưởng dương của cực khoái. Bạn hãy cùng người chơi tình quyến luyến để hưởng cảm xúc được yêu mến. Bạn đừng nhanh nhẹn đi tắm hay lăn ra ngủ vì làm như thế khiến người chơi tình cảm thấy cô đơn.